Triển khai thực hiện chỉ thị số 38, những năm qua, các cấp ủy đảng, các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện toàn diện các biện pháp đưa chính sách bảo hiểm y tế đi vào thực tế, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn. Từ năm 2009 đến năm 2023, số người tham gia bảo hiểm y tế không ngừng tăng lên với tỷ lệ bao phủ ở mức cao, vượt chỉ tiêu chính phủ đề ra vào đến năm 2023, đạt 91,7%. Cùng với hệ thống cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đồng bộ hiện đại, ngành y tế thành phố đã có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh. Đến năm 2023, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 41 cơ sở đầu mối trên địa bàn và số lượt khám chữa bệnh đến nay là hơn 2,8 triệu lượt với chi phí là hơn 2.415 tỷ đồng. Tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã triển khai khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip với gần 1,3 triệu lượt tra cứu. Năm 2009 đến nay, Bảo hiểm xã hội thành phố đã phối hợp cùng với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra kiểm tra hơn 3.000 lượt đơn vị liên quan đến bảo hiểm y tế. Qua đó đã kịp thời chấn chỉnh các sai sót, đồng thời đề nghị thu hồi về quỹ bảo hiểm y tế hơn 30 tỷ đồng.